chào quý khán giả đang theo dõi bản tin An ninh biên giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Bộ đội Biên phòng tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ các xã biên giới kết nạp 55 đảng viên. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác hậu cần, tạo điều kiện cho lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục phát huy kết quả đó, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo tốt hậu cần, đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tăng gia sản xuất bền vững, chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bộ đội, giữ vững tỷ lệ quân số khoe đạt 98,6% trở lên, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, kế hoạch và đầu tư, xây dựng cơ bản, xăng dầu, thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án. Để tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong nửa nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh sẽ duy trì thực hiện có chiều sâu, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, định hướng tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ biên phòng và hoạt động công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh, đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, tăng cường các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh sẽ tập trung lãnh đạo triển khai nghiêm túc nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2023 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, tập trung triển khai theo chỉ đạo của Trung ương về tổ chức biên chế theo quy định, thực hiện sáp nhập phòng hậu cần và phòng kỹ thuật thành phòng hậu cần kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Chủ động đổi mới nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp, tổ chức tốt các cuộc diễn tập tác chiến bảo vệ biên giới, bảo vệ đồn, trạm, diễn tập khu vực phòng thủ, tổ chức tập huấn bồi dưỡng tham gia hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra thực chất, hiệu quả. Chỉ tiêu đặt ra là kết quả huấn luyện hàng năm đạt trên 80% khá giỏi. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, các đơn vị sẽ tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực quân số tại chốt phòng chống dịch, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, chủ động phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, chủ động nắm chắc từ sớm từ xa mọi diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng duy trì thực hiện bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác kết nạp đảng được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả. Tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã kết nạp 519 đảng viên, chiếm trên 44% so nghị quyết năm. Trong đó, 20 đảng bộ xã biên giới kết nạp 55 đảng viên, chiếm 47% so nghị quyết năm. Ngoài việc thực hiện công tác kết nạp đảng, các ngành chức năng chính quyền huyện, thị xã biên giới còn tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới, nắm chắc tình hình ngoại biên và biên giới. Liên quan đến công tác giữ gìn biên cương, tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2023, tiếp tục duy trì quan hệ đối ngoại, thường xuyên trao đổi thông tin để phối hợp phòng chống tội phạm qua biên giới. Quý khán giả thân mến, bản tin An ninh biên giới kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.